thôi. So this one. Cái này cũng ok rồi. Mua liền luôn hay sao? Mua liền giờ. He take this one. Yeah, you can. Well, you have a new one. This. He can pick it up in the morning and I'll get it all ready to go. Muốn cái mới nữa, muốn cái mới nữa thì ngày mai. Ngày mai buổi sáng tới là mình chở đi luôn. May là chiều. It's afternoon is okay. Yeah. He ready. Cái này cũng là cái mới phải không? Thì cái này thì có nhiều người ta xài qua xài giống như là đẩy qua đẩy lại rồi, nhưng muốn mua trong thùng thì tùy. Trong thùng luôn hả? Lại cái mới cái này là nó để đấy, nó để là long time rồi đó, để lâu rồi đó. Hello Phong. Muốn ngày mai thì mình qua mình chiều mình chỉ ngán gan mình chở thôi. Ồ vậy hả? So if tomorrow what time I can pick it up? You pick it up at lunchtime. Lunchtime. Well, he go work. He can pick up after work. You can do that too. We're open till 6. Yeah. Nó mở đến 6 giờ. Là nghĩa muốn thì ngày mai nghĩa làm xong nghĩa quay ngay quay về nghĩa ra đây nghĩa trả thôi. Mà hỏi nó cái này là sao? Nó nói giờ hỏi luôn. Tại nay nó trứng bay đấy. Thì nó nếu mà nghĩa mua nó sẽ chỉ cho nghĩa làm tất cả mọi thứ luôn. Hiểu không? Giống như là nó sẽ chỉ cho nghĩa cách mở lên này, bỏ dầu, bỏ xăng, bỏ nhớt gì. Nhanh, rùa, chậm gì, con rùa, con thỏ nữa, con rùa nè. Đó là chậm nè, con thỏ nè, siêu nhanh nè, đó, con thỏ. Nhây dầu đi hả? Đó là thay dầu, con xăng này này, đồ này cái này. This one is the yellow one is changing the oil, right? Yes. And another one is gas. Yes. Yeah, nó nói rồi đó. Này, con lòng nó kỳ cục nó tăng khi mà cái đê lấy nó giỏ nó. Giật cái đó mình giật nổ hay là nổ, cái gì đó. Đâu, đê à. Is this one like we you do machine we have a button for turn it on? Yeah, that has electric start, you plug it in and push the button. Okay. Nó nói là cái electric start là nó có cái cục điện ở đây, mình gắn cục điện vô xong rồi mình bấm cái nút cái nó start. Xong mình rút cái cục điện ra. Okay. Tức là khi start là mình đưa điện ra mình cắm vô cái là start luôn. Mà mình gắm điện vô là mình start cho bây giờ, nó. Bây giờ nói chung là nó không có cái mới. Bây giờ nó không có cái mới, bây giờ ngày mai. Mai lấy, mai về lấy thôi. Mai lại xe tao, mai con xe mai rồi, lại xe tao. Lấy cái này, lấy xe truck á, chứ xe trứng bỏ không vừa cái này đâu. Bỏ vừa. Ok. So okay. Sir, can I do the paperwork? So he wants to take this one, but like the new one in the box. So tomorrow. Yeah, I'm picking up tomorrow on his way home. That's fine. You want me? We pay now. Yeah, come on over. I'll get your money. Yeah, pay your money. See the crank? No. You see that? That's what will fall out. The lock nut goes on. You come here. No. You need tools. You can't burn them by hand. No, I phone number. Phone number 574 6481. Okay. Này mới cắt cỏ à. Mua cắt cỏ thổi lá cắt cây cắt cỏ quét lá hả? Cái đó đó cái máy đó cắt cây đó, cái kia là cái kia cắt cỏ. Cái này là cắt không, cái này này, cái này hả? Cái này là giống như thổi rác, thổi cát. Nó cái này quét đường. Cái đó thôi, giống như mình quét cát vậy nè. Mình bỏ vô máy, mình cầm đi lên nó đầy đầy. Mình đẩy, còn cái này là cái cục chạc pin nè, cái cục pin nè. Nhà mình không có mày cái đồ. Nổ. Hả? Máy phát, máy nổ. Phát máy nổ đó, máy cắt cỏ nè. Chà bá luôn, lên ngồi thử coi. Cục má. Cái này rửa sánh này, rửa áo sái này. Xịt xe cũng được luôn. Bên kia là máy móc.
Ây, ngoài dầu phá quá. Cây mày đi hại lắm cái này. Cái máy này lên là ngồi là nó lên đây ngồi phải không? Đang đứng phải không? Đâu ngồi đâu. Lỡ mình chạy nó xuống dốc mình lăn lên chảnh sao? Nó tăng giảm này. Mình ngồi lên đây phải không? Lên xuống này. Con rồi lỡ mình xuống dốc cái nó mình tạt này, sẽ tạt đấy này, đập cái này xuống là tạt. Cái này mình chạy rồi mà, mình biết chạy mà. Ừ, nhưng mà ý nói là lúc mà lỡ mình chạy mình không. Dốc à? Yeah, là giống như mình bị cắn luôn. Tát, đập đây phạt lên chân này. Nhưng mà lúc đó mình đâu có cần chô được đâu, mình té xuống dưới đâu, nó má máy nó nghiền mình luôn á. Đâu nó phải ngay. Nói ý em nói là lúc mình xuống chứ mình xuống dốc không? Mình tăng giảm được gần đến nữa là mình cua này. Nhưng mà có nhiều Việt Nam mình mà Việt Nam mình có bao giờ đọc sách đâu. Chạy cũng đúng không? Chạy. Giờ là quốc cơ quốc tế thôi chứ. Ok. Bên đây là mấy cắt cỏ luôn. Nhưng mà cái này rất là đúng rồi, mấy cắt cỏ luôn. Đây mấy cắt cỏ hủ tiếu. Cái ghế bên này, cái xe bên này mới đã rồi. Ngày mai mấy giờ tới lấy? 6 giờ được. 6 giờ đi. Mai mà giờ nó đi làm. Mai nó nói 6 giờ á, 6 giờ nó nói mình về là mình qua mình lấy thôi. Lunch time rồi, doesn't matter, ra là nó có thôi. Đồ nó tổng cộng là hết tiền tới 4 mấy đồng rồi. Mấy thổi lá. Đi, let's go home. Ngày mai nó nói là cái này dầu là nó cho mình luôn hả? Thì sao? Hay chăm cho mình luôn. Ngày mai nó sẽ chỉ cho mình. Mình dầu, mình thỉnh thoảng mới làm đâu có nhiều đâu. No. Có cái tiền đó. Nè cái này xăng nè. Xăng thôi, con thì khi nào mình thấm mà thầy hết dầu giống như xe rồi thôi. Lâu lâu mình chăm dầu mình mua cái bình. 50 lần, 100 lần nữa. Tạt đây. Ok. Ngày mai nó bấm cái cắm điện vô start, còn không thì kéo. Còn nếu mà start được thì kéo này, kéo còn đấy là khi bấm điện mà nếu mà khó nổi mở gió ra. Mở gió ra. Gì? Đồ má đẩy tuyết sướng á. Có bữa nào vườn vô nghe gì bỏ xe lên đẩy vô nhà mình. Nó đi kiếm tiền cái tiêu mà được đó, tuyết không đi lá. Kế bên nhà đó. Một ca nó mặc nó tốt hơn. Tiền cam tốt hơn. Màu cam nó tốt hơn gì, màu cam nó cái hiệu của nó là nó có vô American making đúng rồi. Có hiệu đó, có nghĩa là hiệu gì. Thôi câu chuyện ở đây là hết. Tạm biệt mấy bạn ơi. Bye.